Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Khánh đây. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục xem những trận combo clear nhà 12 3 sao có sử dụng bình dây, có nghĩa là bình rơi. Khi sử dụng chiến thuật này, quân chủ đạo gồm có BK 4 BK, thiên thần bút máu 4 con, ném đá và quân clan xin Golem băng và BK. Mở đầu trận đánh được là Thái Bảo nhà số 8 đánh nhà số 1. Quân clan đối thủ thủ Nava và một baby rồng. Ghi cắt góc hướng 15 giờ và cắt góc hướng 6 giờ xong. Và thả theo xe công thành lao thẳng vào trong nhà chính. Nava này máu rất trâu, cấu rất mất thời gian. Cấu xong con Nava này chắc khoảng độ mất hơn 10 giây. Một số lưu ý khi anh em sử dụng chiến thuật này, sử dụng bình rơi thì cứ đến trụ quy giáp hoặc là đến tháp hỏa ngục 5 tia thì băng lại. Trận này Thái Bảo đánh cũng tính toán cũng hay nhưng mà có vẻ cũng có chút may mắn, không thì kinh cũng đi ra ngoài nào. Lưu ý nữa là bình rơi này rất khó ăn nhà chính nên anh em đừng có ném vào nhà chính hoặc là gặp cái lốc xoáy là bầy rơi chết cả bầy luôn. Cái Thái Bảo ném rơi rất là chuẩn, ném hướng 15 giờ cho rơi đi ngược hướng 10 lên hướng 12 giờ xong vòng xuống hướng 21 giờ để phá những công trình phòng thủ vòng ngoài. Nếu phá gần được hết thủ rồi bầy rơi chết, nhưng mà vẫn còn BK với KQ, vẫn còn hai con BK máu trâu nữa. Cho mình ăn nhà này thì chắc chắn là mình không thể ăn nổi cái nhà này. Nhà này may mắn lắm đánh được 2 sao bác Điện Long đi ra mà quẩy thôi. Không dám mạo hiểm chơi bộ binh như này. Và nó Thái Bảo nghiên cứu chuẩn, chính xác. Một trận đấu lại đánh hay, xin chúc mừng Thái Bảo. Và chúng ta lại tiếp tục đến với trận đánh thứ hai, vẫn sử dụng chiến thuật y như cũ. Trận đánh này với mỗi nhà 3 vuông, 4 vuông, tường thủ gần mắc. Trận này anh Thư thể hiện cắt góc hướng 12 giờ và hướng 15 giờ. Chiến thuật vẫn sử dụng y của 2 điện long để cắt góc kèm theo con ba non. Chắc thả ba non đầu tiên để mồi cho các chủ phòng không bắn để đỡ đạn cho điện long. Không hiểu tại sao anh Thư lại thả một con ném đá hướng 12 giờ mà lại cắt góc hướng 15 giờ mới 20 giờ đánh hướng 6 giờ lên. Hay có khi nào anh Thư ấn nhầm vào hướng 12 giờ không nhỉ? Xe công thành đã lao vào hướng nhà chính. Đối thủ thủ Golem băng đã lao vào gần đến nhà chính rồi, gồng Golden lên để cho đỡ đến hệ thống phòng thủ bắn đỡ bị sát thương. Để cho xe công thành lao vào nhà chính rồi mới nổ ấy. Một tính toán khá là tỉ mỉ. Xong phá được nhà chính, mỏ chi thì cũng đi rồi. Còn này chỗ tháp hỏa ngục mới lại đẩy một tia đó thì ăn quá ngon. Thả rơi hướng 15 giờ, hướng lên 12 giờ. Queen chết sớ mất rồi. Băng để cứu Queen nhưng mà không kịp. Con Golem băng này nó băng rộng thật. Vẫn còn một mình băng nữa. Chất băng chăng?
xe là không chấp mà băng luôn là chủ phòng không rồi. Rơi vẫn còn là nhiều, vẫn còn rất là nhiều. Mình chắc chắn là anh Thư thả con ném đá hướng 12 giờ để phá cái sân lính là do ấn nhầm vào đấy thôi. Chứ thả đấy đâu có mục đích gì đâu. Lưu ý nữa là đánh rơi khi phá được khoảng độ 50% hay 60% rồi anh em mới thả rơi. Thả sớm quá không kiểm soát được đâu. Một trận đánh hay phải không các bạn? Xin chúc mừng anh Thư. Và chúng ta lại tiếp tục đến trận đánh cuối cùng của ngày hôm nay. Chiến thuật thì vẫn y như vậy thôi. Đánh bộ binh thì sướng nhất. Trận này Hùng chọn điểm cắt góc hướng 15 giờ. Và cắt góc hướng 19 giờ. Thả đại quân hướng 6 giờ lao thẳng lên vào trung tâm hướng lên cờ nan. Một cái mẫu nhà vuông mà rộng như thế này đi quân đi rất mất thời gian. Nhà này có khả năng sử dụng wick thì hợp lý hơn. Đấy, đại quân bắt đầu đi thẳng vào giữa trung tâm này. Chết em queen của đối thủ. Trận này đối thủ sử dụng hai con em băng, một baby rồng. Con em băng này máu cho phết này còn băng lại. Cấu xé hai con này ngang với cấu xé con lava. Nếu mà hệ thống phòng thủ nó mà xếp dày tí nữa thì toi luôn. Sử dụng hết bình tốc rồi còn 3 băng 6 bình rơi vậy. Chắc cũng chuẩn bị thả đấy, không biết thả hướng nào. Queen khôn phết luôn, một mình mệt mài ăn nhà chính chắc để kiếm huy chương. Ông kinh thì quay ra chém tường sang chém mỏ chim. À, thả hơi rơi hướng 15 giờ dọc theo tuyến 12 giờ ăn hết vào ngoài. Sợi rơi trụng hướng 12 giờ rất là đẹp. Tháp hoàng ngục thì để một tia thì khóc tiếng mán. Đỡ sao nổi rồi rơi này. Hút không thể thấm được. Để 5 tia thì nó còn sợ một tí, nhưng để một tia thì cho mày hút thoải mái luôn. Cho mày rít như rít thuốc lào thì chả sợ. Với mẫu nhà rộng như thế anh em lưu ý là nhớ mang theo khoảng độ 2-3 con minion, con ruồi xanh hoặc cầm 4-5 con cung đi để dọn rác cho nó đủ thời gian, chứ không đánh một phát mà lên đến 99% đến méo mồm về buồn anh em lại cười cho. Cũng may là bầy rơi không gặp lốc xoáy, gặp lốc xoáy thì cũng toi. Trận đánh này cũng khá hay phải không các bạn? Xin chúc mừng Hùng trợ điểm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho những video tiếp theo của mình.